Hôm nay cái bóp nó về rồi của Pauline á. Order từ hồi tháng 5 25 tay. Mà hôm nay nó mới về. À, hôm nay bao nhiêu? 28 đúng không? 29 đúng không? May quá mình không phải trả tiền custom. Của order là bao nhiêu ta? 260 đồng. Đừng đụng cái đất ha. Mình mua cái loại nhỏ nhất á. Ok. Sophia, can you help me the box? Này mày nhấc lên không? Có đựng đồ vô trong. Này mày nhấc lên được, mày nhấc cái hộp xuống cho mình. Rồi, bắn hộp ra. Cho mày coi cái receipt. Cái receipt. Đây. Đó, nó có receipt trong này không? Ok. À, 260 đồng. Cộng với lại 20 đồng tiền shipping nữa là 280. Nó ship thẳng từ bên Spain qua. Rồi, đây. Numero cái này là size nhỏ nhất nha, size cái này thấy không đó, mà wrap như vậy. À wow, có cái bag nữa đây, màu xanh. Hơi nhỏ. Wow. Nó hơi nhỏ hơn mình expect. Nha. Cái nè, cái này là cái bóp Michael Kors mà là cái loại nhỏ nhất của Michael Kors đó. Thì bây giờ mình sẽ ngồi đưa kế bên nè. Và nó chỉ có bằng như đây của Michael Kors thôi nè. Đó, nó nhỏ như đây của Michael Kors thôi à. Rồi nếu mà như vậy á, thì mình thích cái medium hơn. Ok, nó nhỏ cỡ, nó cao cỡ một bàn tay, chiều rộng khoảng chừng một bàn tay. Ở dưới nó có bốn cái chân ha. Rồi mở ra nè, đó. Rồi mình có thể mở thêm cái này ra nữa. Đó. Ha, để đóng lại. Đó, vậy đó. Ok. Thì thường thường á mình hay đựng, chẳng hạn như mình thích cái bóp này nè, chẳng hạn như vậy nè, là mình lâu lâu mình có những cái bill ha. Những cái bill hay những cái gì á mình cứ quăng vào đây. Để mà mình nhớ mình trả thì cứ quăng vô đây. Cái gì cũng quăng vô đây á. Rồi thêm mặt nạ này nọ nữa, chìa khóa, rồi son này nọ, cứ cái gì cũng quăng vào đây thì đâm ra cái bóp. Cho nên cái size này nó rất là tiện cho mình. Mình muốn một cái size nó giống như vậy nhưng mà mình không ngờ cái này nó hơi nhỏ cho mình, không đựng được mấy cái thứ đó, chỉ có thể đựng được phone. Cái phone nhỏ nhỏ đó rồi thôi. Nè, chứ hình như bây giờ phone, cái phone của Livy đâu? Phone của Livy đâu? Livy cho em mượn phone con xíu đi về. Đó, thì bên trong nó chỉ có vậy thôi. Ha, thêm một cái nhỏ, cái bóp, cái túi nhỏ nhỏ chỗ này nữa. Thể đựng một số card thôi. Đằng sau thì nó có thể đằng sau thì nó có cái bóp nhỏ, cái túi nhỏ chỗ này có thể nhét được cái phone, nhưng mà cũng không có được hết đâu. Chừng nửa cái phone là cùng à. Đi về cho em mượn cái phone con xíu đi về. Okay.
Thì cái này nếu mà như vậy thì chỉ định được phone, earpod, chìa khóa, son vậy thôi. Không có nó không giống như được, nó không giống như được cái bóp này. Ok. Bây giờ lấy cái phone này, là cái phone này là phone SE đúng không? Cái này SE nè ha. Thì nó phải nhét vô. À, chỉ được như vậy thôi. Còn như chỗ này á thì nó có những cái chấu nè. Mình muốn mình muốn dài, muốn ngắn gì đó thì mình thì tùy theo ha. Đeo lên. Bye bye.